hôm nay mình xin giới thiệu về dòng máy Godet EZ2350. Máy này là chuẩn công nghiệp với vỏ bọc kim loại rất là bền chắc, chịu được va đập mạnh. Cái thứ hai mình xin giới thiệu đó là màn hình LCD của máy với kết cấu nhìn rõ ràng, giao diện dễ sử dụng. Cái thứ ba mình xin giới thiệu đó là kết nối của máy. Kết nối của máy bao gồm cổng USB RS232 và cổng LAN. Cổng LAN là cổng Ethernet, cổng mạng mình hay sử dụng. Tiếp tục đó là mình nói về cái bộ vi xử lý của máy với 32 bit nhận được dữ liệu và xử lý dữ liệu nhanh mượt. Máy này có cái tốc độ in rất là tốt, đó là 177 mm/s, cho tốc độ in nhanh, in ổn định, bản in đẹp với độ phân giải 300 dpi. Và cái máy in Godet EZ2350i thì in được với rất nhiều chất liệu giấy như là decal thường, decal PVC, decal xi bạc, decal vỡ với kích thước tùy biến, với độ rộng độ in tối đa là 104 mm. Máy này phù hợp sử dụng trong các ngành như là bán lẻ, vận chuyển và logistics, bệnh viện hoặc là các khu sản xuất. Và sau đây mình xin in thử cái bản in của cái máy này để các bạn nhìn rõ được cái chất lượng in của cái máy Godet EZ2350i. Máy in với chất lượng rất là đẹp, sắc nét. Đây là bản in chuẩn của máy Godet EZ2350i nha các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Bảo Vật xin hướng dẫn các bạn lắp giấy mực và vệ sinh nội in của máy EZ2250i và máy EZ2350i. Thì đầu tiên mình xin hướng dẫn các bạn là lắp giấy. Đây, đầu tiên thì có chuẩn bị một cuộn giấy. Đó, này, mở nắp máy lên. Đây nó có một cái khóa gác giấy, đây bật qua. Đây. Bỏ giấy vào trục giấy. Tiếp theo là đóng lại, vừa khớp với lại giấy để cố định giấy, rồi khóa lại chốt giấy. Tiếp theo là mình lồng giấy qua đầu in. Đây, các bạn có thể đây. Đây. Lồng giấy qua. Đây. Đây, các bạn chú ý ra đây nó có một cái gạt màu xanh để mình cố định giấy, là tùy theo khổ giấy lớn hay nhỏ để mình chỉnh cho nó vừa đúng. Đây, mình để sát vừa sát lại, vừa sát vào với cái giấy. Này, lồng giấy qua đầu in. Rồi. Thế là quá trình lắp giấy là hoàn thành. Tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn là lắp mực. Thì đây là cuộn mực. Thì đầu tiên trước khi mình lắp mực là mình phải phân biệt được là đâu là mặt mực. Thì để mình xin hướng dẫn là các bạn là cách phân biệt được mặt mực. Thì mình có thể nhìn bằng mắt thường. Đây có hai mực, nó có hai mặt. Một mặt này là nhìn bóng, một mặt này là nhìn hơi nhám hơn. Thì mặt nhám hơn nó là sẽ là mặt mực. Mặt ngoài này là mặt mực này. Mực này là mực outside. Mình có một cách test khác nữa, đó là các bạn lấy một cái giấy đề can mình dán lên. Ví dụ như mình dán mặt trong, mặt bóng lên, nó sẽ không ra mực. Mà nhưng nếu mà mình dán mặt ngoài, đây mình sẽ nói có cái mực nghĩa là mặt ngoài là mặt mực, thì mình sẽ lắp đúng theo cái chiều mặt mực. Mặt mực thì áp xuống mặt giấy. Đây, trục phía sau này để lắp quần mực, trục trước này là mình lắp quần thu. Để vào, nghe vào, mình cũng lần qua đầu in. Đây, tiếp theo mình lắp quần thu vào. Mình luồn theo hướng mũi tên này đi ở đây, luồn xuống dưới, luồn lên, cố định lại với cục tuần thu. Đóng đầu in lại. Vậy là quá. Tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn là vệ sinh máy cùng vệ sinh đầu in. Đầu tiên các bạn tắt nguồn máy. Theo mở nắp máy lên. Mở đầu in ra. Rồi. Chúng ta tháo luôn giấy mực ra. Rồi.
đây đây là đầu in của máy, đây là đầu in của máy nằm ở vị trí này. Để vệ sinh máy thì mình dùng bông gòn và là cồn 90 độ. Đây mình xả một ít bông gòn. Tẩm một ít cồn vừa đủ. Vừa đủ không để quá ướt. Dùng tay bịt chà nhà qua đầu in. Các bạn lưu ý là nhớ chỉ có chà qua một chiều rồi lần mặt khác. Không có chà qua, không có dùng bông gòn chà qua chà về. Mình có thể dùng ngoài miếng khác. Lúc nào các bạn thấy trên bông gòn nó đã trắng, không còn dơ của bụi bẩn thì nghĩa là đầu in nó đã sạch. Tiếp theo là mình vệ sinh luôn cái trục ruler là trục cao su ở bên dưới. Cũng làm tương tự. Đó là cách vệ sinh đầu in, là một trong những phần tử quan trọng nhất của máy.